Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Đức Nam, học sinh lớp 5A5 trường tiểu học Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Để hưởng ứng cuộc thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ, em xin được kể câu chuyện là một trong 117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tác giả Xuân Tùng đã để lại trong em nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên. Bác ơi tin bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Các bạn ạ, nhắc đến bác, ai cũng nghĩ ngay đến tình cảm ấm áp mà bác dành cho hết thảy mọi người dân Việt Nam. Và đặc biệt, bác luôn dành muôn vàn tình thương cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Với câu chuyện Bác Hồ đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng sẽ thể hiện sâu sắc tình cảm đó. Chuyện kể rằng trong một chuyến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng, bác thấy cổng trại giăng nhiều dây thép gai. Trong mắt bác hiện lên sự nhức nhối. Bác nhẹ nhàng nói với cán bộ phụ trách nhưng rất thấm thía: đây là nơi nuôi dạy, chăm sóc các cháu mồ côi. Sao các cô, các chú lại giăng dây thép gai như nhà tù thế này? Người phụ trách thưa: thưa bác, đây là cơ ngơi của thời đại cũ để lại đấy ạ. Bác không đồng ý, các cô chú phải tháo gỡ đám dây thép gai này ra ngay. Chế độ cũ nhóm các cháu vào đây, chúng ta phải nuôi dạy các cháu vì tương lai của các cháu. Bác đi từ phòng ăn, phòng ở, phòng học, nơi các cháu sinh hoạt. Bác khen gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng có khó khăn gì không? Các cô chú đáp: chỗ ở của các cháu còn chật chội thưa bác. Bác chỉ mỉm cười: Chú chỉ là đúng một phần nhỏ thôi. Đối với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương. Các cháu lớn lên đã không còn bố, còn mẹ thì các cô, các chú ở đây là bố, là mẹ của các cháu. Các cô, các chú nuôi, dạy các cháu phải đem cả tấm lòng làm cha, làm mẹ ra mà cư xử, mà săn sóc, mà dạy bảo. Bác thấy ở đây, đối với nhiều cháu còn có vẻ chạy lính, thiếu cái ấm cúng của gia đình. Dạy bảo các cháu vào khuôn phép, sống có kỷ luật, trật tự là đúng. Nhưng không được để các cháu mất cái hồn nhiên, mất cái vui tươi, thoải mái. Đừng biến các cháu thành các ông cụ non. Các cô, các chú phải làm sao cho các cháu thấy trại Kim Đồng là gia đình của các cháu. Lúc đi xa các cháu nhớ, lúc ở nhà các cháu vui. Được như vậy thì cần gì phải giao dây thép gai, phải canh phòng nghiêm ngặt với các cháu. Bác hỏi tiếp: những cháu kém còn có nhiều không? Dạ còn nhiều bác ạ. Nhiều là bao nhiêu? Trong khi người quản lý còn đang bồi hồi thì bác nói ngay: chú quản lý thì phải biết rõ từng cháu một, có vậy thì việc dạy mới có kết quả tốt. Bác ngồi với chú Thuận cho bác gặp em ở rất chạm. Em Quốc đứng khoanh tay trước mặt bác. Bác cúi xuống xoa nhẹ nhẹ tóc em. Bác hỏi: cháu tên là gì? Dạ thưa bác, cháu tên là Quốc Lủi ạ. Bác nhìn em ái ngại: ai đặt cho cháu cái tên đấy? Dạ thưa bác, các bạn gọi cháu như thế ạ. Tại sao các bạn lại gọi cháu là Quốc Lủi? Dạ thưa bác, cháu hay trốn chạy, cháu chui vào rào lủi với các ngõ phố ạ. Tại sao cháu lại không ở trong trại mà lại trốn ra ngoài? Dạ thưa bác, vì trong trại khổ cực lắm ạ. Khổ cực như thế nào? Dạ thưa bác, chúng cháu bị gò bó đủ thứ ạ. Cháu nói rõ sự gò bó đấy cho bác nghe xem. Quốc nhìn bác Hồ và nước mắt trào ra, nghẹn ngào không nói lên lời. Bác xoa đầu Quốc: bác đã hiểu thấu tất cả rồi, em chưa nói được những điều em muốn thưa với bác. Bác khuyên Quốc: từ nay cháu phải phấn đấu bỏ cái tên Lủi, giữ lại để cái tên Quốc. Nước mắt càng rào rụa trên hai má Quốc. Bác Hồ cầm tay em Quốc đi ra chỗ cả trại đang tập hợp đón đợi bác. Bác thân mật kể cho các em nghe những gương tốt của thiếu nhi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, những gương tốt của thiếu nhi ở Liên Xô và các nước bạn. Các em đã không cầm nổi nước mắt khi nghe bác kể về thời niên thiếu của bác. Bác đã từng thèm một cái đồ chơi, ước ao một bộ quần áo mới để mặc ăn Tết. Bác cũng đã mổ côi mẹ từ năm lên 9, lên 10 và phải bế em đi xin sữa từ sau ngày mẹ qua đời. Bác đã dặn các em như ông dặn cháu: các cháu phải vâng lời các cô, các chú phụ trách.
thiếu nhi thì phải ngoan, phải thật thà, lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ những người tàn tật, ốm đau. Các cháu ở trong cùng một tập thể với nhau, càng phải thương yêu nhau như anh chị em ruột thịt, và phải dũng cảm sửa chữa những khuyết điểm, những thói hư, tật xấu để lớn lên làm người chủ của đất nước, đừng làm cái gánh nặng xã hội. Bác nói tiếp, các cháu có thực hiện được những điều bác vừa căn dặn không nào? Buổi tiệc có vang lên đều khóc và sôi nổi. Bác còn dặn thêm các em là noi gương liệt sĩ kim đồng trong học tập và rèn luyện. Em nào đạt kết quả tốt để ban phụ trách báo lên bác sẽ gửi phần thưởng. Bác còn thân mật hẹn nếu cả trại cùng tiến bộ vượt bậc, bác sẽ còn về thăm các em nhiều lần nữa. Ngày hôm ấy, bác đã để lại rất nhiều quà để chia cho các em. Nhiều em đã không ăn, cất làm kỷ niệm. Từ hôm đó, trong từng đôi mắt của các em ngời lên niềm vui khi nhận quà của bác. Em Quốc không lùi ra ngoài trại nữa, mà giữ gìn mình như giữ gìn quà của bác trong trái tim. Qua câu chuyện, bác Hồ đến sang dạy trẻ mồ côi kim đồng cho chúng ta thấy bác không chỉ đem lại những lời động viên, an ủi cho các em, mà ý nghĩa hơn chính là tình cảm thương yêu, đầm ấm của gia đình. Là một học sinh, là một động viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của thế hệ hôm nay, em sẽ tiếp nối truyền thống cha ông đã hy sinh biết bao xương máu để dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Em hứa sẽ thực hiện tốt năm điều bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của bác Hồ. Tuổi thơ như bước chân cảnh, khi ăn ngủ biết học hành là ngoan, tiến bước theo đội lên đoàn.